hôm nay Tú Khuê trở lại South Coast Plaza và đi chơi Dubai với một cái chơi carousel hay một cái trò chơi khác là Tú Khuê sẽ cưỡi ngựa với mẹ. Đây, hai Tú Khuê, chào Tú Khuê, chào mẹ. Có gì Loan đứng chờ đấy, có gì Loan đứng chờ đây. Đây, Tú Khuê làm quen, đây là bóng bóng mới. Là bóng bóng không bay nhưng mà đi theo Tú Khuê. Bạn Việt đi theo Tú Khuê đó. À, Tú Khuê thích bạn Việt, cái bạn Việt nhìn Tú Khuê kìa. À, góc này rất đẹp nha. Dắt bạn Việt đi con. Đây là South Coast Plaza, người ta trang hoàng, trang trí cho Tết Nhâm Dần của Á Đông. Tú Khuê cũng đi South Coast Plaza. Thế đi chơi thích không con? Thích không? Thích, thích hả? Có bạn Việt đi với con đó. Các Mia bỏ Việt nè, bạn Việt nè Mia. Mia bạn Việt nè. Bạn Việt đang đợi con nè. Mia ơi, bạn Việt bị rớt chân rồi. Yeah.
các bạn chỉ bay rồi, mau lên mau lên. Thấy một bạn trai và nước ngoài ngoại quốc Mia bắt đầu chú ý. Đấy, say hi. Chào đi con. Tôi quay đi thang máy trong một phút. Lên tầng 2 tại sao post ra nào. À, cô quay đây, cô quay ngoan lành đó. Rồi, đi ra nào. Đẹp chưa? Đó, trong khi mẹ và dì Loan đang đi shopping ở trong Macy trước mặt đây. Tupê, bạn Việt đăng trong Tupê. Mẹ, mẹ đang đi ở bên trong. Tupê gọi mẹ, mam mam mam. Rồi, tôi quay đi xuống tầng dưới. Đây vẫn là chiếc thang máy trong suốt.